Thật là vui mừng khi được gặp lại cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an và sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để theo dõi những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải. Cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị trong nội dung video ngày hôm nay mà ba bên tập chương trình gửi tới quý bác anh chị đó chính là tử vi tuổi ất sửu tháng 12 âm lịch năm quý mão 2023 được thần tài báo mậu, làm ăn trúng lớn tiền bạc ùn ùn đổ về nhà giàu sang hết phần thiên hạ nếu như nắm bắt được cơ mệnh này chấn động tiên tri tuổi ất sửu sinh năm 1985 được trời Phật bảo hộ, tránh xa vận hạn, gặp thời chúng lớn, phát tài đổi đời ngoạn mục, đúng tháng 12 âm lịch năm Quý Mão 2023. Quý vị thân mến, khi nói về vận trình công danh sự nghiệp của các con giáp, chắc hẳn giai đoạn vừa qua do ảnh hưởng chung của suy thoái kinh tế, rất nhiều người đã làm ăn thua lỗ, có người thì nợ nần chồng chất như chúa trổm, không thể trả nổi, cũng có người đã rất nỗ lực nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với họ, nên số phận vẫn còn lận đận, khổ sở đủ đường có thể nói rằng tuổi ất sửu sinh 1985 là một trong những con giáp đã phải chịu rất nhiều vất vả trong năm nay. Tuy nhiên, con giáp này vẫn luôn cố gắng nỗ lực từng ngày để thay đổi số mệnh của mình. Nhưng tháng 12 âm lịch tới đây, con giáp này lại bị hung tinh chiếu mệnh, không cẩn thận có thể tán ra bại sản, tiền bạc tiêu tan. Vậy làm sao để có thể thay đổi cuộc đời, đổi vận giàu có, tránh xa tai họa, hóa hung thành cát, thì xin mời quý khán giả hãy cùng đón xem luận giải chi tiết của tuổi Ất Sửu 1985 để biết rõ vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc và sức khỏe, tình duyên gia đạo của con giáp này nhé. Đầu tiên sẽ là tổng quan tử vi tuổi Ất Sửu 1985 trong tháng 12 âm lịch. Theo tử vi khoa học, sang tháng 12 cũng là tháng vận khí biến động khôn lường, mang đến nhiều khó khăn và áp lực cho tuổi Ất Sửu, công việc dồn dập khối lượng và áp lực cực lớn, đòi hỏi bạn phải hết sức tập trung và dành nhiều thời gian xử lý thì mới có thể hoàn thiện, tránh được tình trạng bị trì trệ. Tài lộc có thu hoạch nhất định, trong khi chính tài cố định thì bạn đã dự liệu được khoảng tiền lương và thưởng của năm nên không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, có thiên tài mang tới những khoản thu ngoài luồng khác, tiền bạc khá rủng rỉnh, có điều kiếp tài ảnh hưởng, bạn khó tránh tiền bạc bị tổn thất, tiêu pha tốn kém tiền của vì người khác hoặc quyết định kinh doanh đầu tư sai lầm nào đó. Phương diện sức khỏe, bạn cần lưu ý giữ ấm cơ thể, tránh bị hàn khí xâm nhập, gây các chứng bệnh phong hàn, chú ý khi đi lại. Hay công tác, kẻo gặp sự cố bất ngờ họa huyết quang, chuyện tình cảm duy trì ở mức ổn định là tốt, không mong thăng cấp bất ngờ. Quý khán giả thân mến, để có thể hiểu rõ hơn về vận trình sự nghiệp, tình cảm, cũng như sức khỏe, mà tuổi ất sửu 1985 sẽ phải trải qua trong tháng 12 âm lịch sắp tới thì xin mời hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi theo dõi phần luận giải chi tiết dưới đây, cụ thể như sau. Xét về phương diện sự nghiệp. Luận giải Tử Vi tháng cuối năm 2023, người tuổi Ất Sửu luôn tất bật với công việc, khối lượng và áp lực tăng cao, bạn cần tập trung tinh thần cao độ và dành nhiều thời gian làm việc, thậm chí mang việc về nhà mới có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vừa phải đương đầu thái tuế, vừa không được nguyệt lệnh ủng hộ khiến tuổi ất sửu luôn có cảm giác bị kìm nén cảm xúc, muốn làm thật nhiều thứ hơn nữa, nhưng sức lực có hạn nên thành ra bế tắc, suy nghĩ có chút bi quan. Đây là thời điểm để bạn đưa ra định hướng, phương hướng mới cho công việc, việc cũ thì chất đống, việc mới thì cấp thiết, khiến tuổi ất sửu lúc nào cũng bận rộn, suy nghĩ nhiều, đôi khi ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, tuy nhiên, việc gì cũng có cái giá của nó, bạn hăng hái sông sáo và chủ động làm việc thì đổi lại sẽ thu về thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Theo phi tinh tháng, cát khí đồng cung với lục bạch ở hướng Tây Nam. Đây là phương vị hỗ trợ rất tốt cho công danh, sự nghiệp của bạn trong tháng. Tận dụng điều này, bạn nên đặt biểu tượng quả cầu hoặc dòng phong thủy tại hướng Tây Nam của ngôi nhà. Những vật phẩm này sẽ thúc đẩy nguồn năng tích cực, thúc đẩy công việc thuận lợi, hứa hẹn những thành công bất ngờ. Xét về phương diện tài lộc. Luận giải tử vi tháng 12 âm lịch tuổi Ất Sửu 1985, mặc dù công việc bận rộn, nhiều khó khăn, nhưng bù lại tài lộc có thu hoạch nhất định về chính tài. Đây là tháng cuối cùng trong năm, theo đó bạn sẽ có khoảng lương và thưởng cộng dồn, xứng đáng với sự nỗ lực và phấn đấu miệt mài trong suốt một năm qua. Nhìn chung, mức thù lao khá lý tưởng, về thứ tài tuổi ất sửu cũng có những khoản thu ngoài luồng khác như doanh thu cả năm, mức hoa hồng, quà cáp, tặng thưởng. So với tử vi tháng 11 âm lịch thì tiền bạc tháng này dư dôi hơn hẳn, bạn tự tin tiêu xài đón Tết, người kinh doanh buôn bán có một tháng tất bậc đơn hàng tới tấp, nguồn doanh thu tăng hơn nhiều lần so với thời kỳ trước đó, có điều làm gì cũng nên thận trọng. Do kiếp tài ảnh hưởng, khó tránh tiền bạc tổn thất, tiêu pha tốn kém tiền của vì người khác hoặc quyết định kinh doanh đầu tư sai lầm nào đó. Xét về phương diện tình cảm Theo dõi tử vi, trong tháng ất sửu phải đương đầu thái tuế, chuyện tình cảm của ất sửu duy trì ở mức bình ổn là tốt rồi, không mong sẽ có sự thăng cấp bất ngờ. Nhìn chung tháng này ra đạo bình ổn, trong nhà không có quá nhiều mâu thuẫn hay trục trặc phát sinh, mọi thành viên đều hướng về những giá trị tinh thần khi mà Tết năm mới 2024 sắp đến. Vợ chồng đôi lúc mâu thuẫn vì chuyện tiền bạc hay con cái, nhưng sớm được hóa giải, mọi thứ luôn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Xét về phương diện sức khỏe, theo lịch vạn niên tử vi tháng 12 âm lịch, phương diện sức khỏe của ớt Sửu không đáng lo ngại, tuy nhiên bạn chú ý giữ ấm cho cơ thể, tránh bị hàn khí xâm nhập gây ra những chứng bệnh cảm cúm, phong hàn, gây cảm giác khó chịu ảnh hưởng tới sinh hoạt công việc thường nhật. Những đối tượng như người già, trẻ nhỏ cần được chú ý chăm sóc sức khỏe hơn cả do hệ miễn dịch, sức đề kháng kém, thời tiết biến đổi mạnh khó lường trước, bạn nên chủ động phòng tránh sẽ tốt hơn. Trong tháng có sự dịch chuyển đi lại nhiều, bạn chú ý đi đứng thận trọng, chủ động lịch trình để tránh gặp phải sự cố hoặc họa huyết quang, đụng chạm xe cộ gây thương tích một số nữ mệnh tuổi ất sửu nên chú ý đề phòng các bệnh phụ khoa, đó là nguyên nhân khiến việc sinh con đẻ cái gặp trục trặc, tâm lý là yếu tố quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe nói chung. Và việc sinh con nói riêng, vì thế dù công việc hay cuộc sống có áp lực thế nào, thì cũng nên buông bỏ bớt phiền muộn, chăm sóc chính bản thân mình, để đợi ngày đón tin vui. Quý khán giả thân mến, năm quý mão 2023 sắp đến hồi kết, thì Tết Xuân năm mới Giáp Thìn 2024 lại về, vẫn như các năm đã qua, gia chủ tuổi Ất Sửu 1985 đang tìm kiếm người tuổi đẹp sông nhà cho mình đầu năm mới 2024 với mong muốn rằng người tuổi đẹp này sông đất sẽ mang đến cho gia chủ may mắn, tài lộc suốt cả năm 2024 này. Quý khán giả thân mến, sông nhà đầu năm là phong tục rất lâu đời của người Việt Nam với mong muốn rằng trong ngày mùng 1 Tết mọi việc sẽ xảy ra suôn sẻ may mắn, tốt đẹp, hanh thông trong cả năm, theo đó mọi chuyện cũng được tốt lành, thuận lợi, bình an cho gia chủ. Năm mới 2024 đang đến gần, nhưng tuổi ất sửu 1985, chưa biết mình nên mời ai đến để sông đất đầu năm mới. Vậy thì gia chủ hãy xem qua video này để biết được danh sách các tuổi tốt nhất để đến sông nhà năm mới 2024 âm lịch, từ đó, để gia chủ có thể lựa chọn được người tuổi hợp với mình đến sông nhà đầu năm 2024 để Ất Sửu 1985 có một năm đầy sức khỏe, nhiều may mắn và tài lộc. Ngoài ra, chủ nhà tuổi Ất Sửu 1985 còn biết được giờ tốt, hướng tốt xuất hành, cũng như ngày tốt để chọn ngày giờ mở hàng, khai trương đầu năm 2024, hợp tuổi với mình nhất. Trước khi tìm tuổi sông nhà phù hợp với tuổi gia chủ tuổi Ất Sửu 1985, trong năm mới 2024 âm lịch, thì gia chủ phải nắm rõ kiến thức tử vi về tuổi của mình trong năm 2024. Bởi mỗi năm qua đi thì vận mệnh tử vi của tuổi gia chủ sẽ khác, vì thế cần nắm vững những điều này thì mới có thể xác định tuổi sông đất phù hợp nhất. Dưới đây là thông tin tử vi chung về tuổi Ất Sửu 1985 trong năm mới Giáp Thìn 2024 âm lịch. Thông tin chi tiết về màu sắc hợp tuổi, hướng hợp với mệnh tuổi gia chủ nam nữ tuổi ất sửu 1985, sinh từ ngày 21 tháng 1 năm 1985 đến ngày mùng 8 tháng 2 năm 1986, tướng tinh con châu. Năm 2024, gia chủ ất sửu là 40 tuổi, mệnh ngũ hành, hải trung kim, vàng dưới biển, cung phi nam là cung càn, nữ cung ly. Sao chiếu mệnh năm 2024, nam mệnh bị sao thái bạch chiếu mệnh, nữ mệnh bị sao thái âm chiếu mệnh, tam hợp, tỵ dậu, lục hợp, tí tứ hành xung, mùi, thìn, tuất, màu sắc hợp tuổi, màu xanh nước biển, màu đen và các màu vàng, trắng, xám, nâu đất, bạc, y, kem. Hướng tốt hợp tuổi, nam mệnh hướng tây, đông bắc, tây nam, tây bắc, nữ mệnh hướng đông, đông nam, bắc nam. Cách xác định tuổi đẹp sông nhà năm 2024, tuổi ất sửu 1985. Sông đất, sông nhà đầu năm mới là một phong tục tục lệ lâu năm của người dân Việt Nam, ông ta lý giải rằng đêm giao thừa ngày 29 hoặc ngày 30 Tết, tùy năm âm lịch, sẽ là lúc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Đây chính là lúc thay đổi vận mệnh giữa năm cũ và năm mới, đánh dấu vận mệnh mới của gia chủ trong năm mới. Chính vì vậy, khoảnh khắc giao thừa đầu năm mới là điều vô cùng thiêng liêng. Nếu thời khắc đó diễn ra tốt đẹp, su ô sẻ, thì sẽ rất tuyệt vời vì nó đánh dấu cho một năm mới an khang, hạnh phúc, thắng lợi. Do vậy, từ ngàn đời nay cha ông ta mới hình thành tục lệ đẹp sông đất đầu năm mới để đánh dấu thời khắc giao thừa đầu năm đó theo đó người xưa cho rằng người đến nhà chúc tết đầu tiên dù trẻ con hay người lớn chính là người sông đất sông nhà cho tuổi của gia chủ người đến sông đất sông nhà chính là người sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến vận mệnh sức khỏe công danh sự nghiệp của gia đình gia chủ trong năm đó như vậy việc lựa chọn được người tốt để mời đến sông nhà đầu năm mới là việc cực kỳ quan trọng nên gia chủ phải lựa chọn tuổi kỹ càng, nhìn thấy được tầm quan trọng của người đến sông đất đầu năm mới, người xưa đã đúc rút được những bài học kinh nghiệm cần thiết để lựa chọn được tuổi tốt nhất để mời đến sông đất đầu năm mới. Người xưa lựa chọn người tốt ở đây không phải chỉ tốt về đạo đức, nhân phẩm, gia cảnh, mà còn dựa vào các yếu tố tử vi tốt hay xấu, phù hợp với tuổi gia chủ ất Sửu 1985 hay không, từ đó đánh giá, xem xét để đưa ra được tuổi tốt nhất để gia chủ lựa chọn. Dưới đây là 3 bước lựa chọn tuổi đẹp để đến sông nhà đầu năm cho gia chủ, các bước lựa chọn tuổi tốt nhất đến sông nhà cho gia chủ tuổi Ất Sửu 1985 trong năm mới 2024. Bước 1, người đến sông đất năm mới 2024, trước tiên cần phải có mệnh thiên can, địa chi, tương sinh, tam hợp, lục hợp với gia chủ tuổi Ất Sửu 1985 và năm sông nhà 2024. Tránh triệt để mời những người có tuổi xung khắc với tuổi của gia chủ đến sông nhà, các tuổi bị xung khắc bao gồm các tuổi phạm vào tứ hành xung, lục xung, lục hại với tuổi chủ nhà và năm sông nhà. Bước 2. Sau khi đã lựa chọn được tuổi tương hợp theo bước 1 thì tiếp theo ta cần xem xét nhân cách, đạo đức, sức khỏe, lối sống, tính tình, gia đình của người được mời đến sông nhà. Người được mời đến sông nhà cần phải có nhân cách đạo đức tốt, sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, gia đình hạnh phúc. Ngoài ra tính tình người được mời cần hòa đồng, vui vẻ, thoải mái, nhiều người yêu mến và thành đạt. Bước 3. Trường hợp ở nơi gia chủ sống, không có những tuổi đẹp nhất để đến sông nhà cho gia chủ đầu năm, nếu có, mà nhân cách đạo đức không tốt, hoặc gia đình người đó đang có tang, có bầu, hoặc có chuyện, nên không thể mời đến được, thì gia chủ cần tìm người có tuổi tam hợp, lục hợp với tuổi ất sửu 1985, để mời đến mừng tuổi, vào mùng một đầu năm mới 2024 dựa theo các bước xác định tuổi sông nhà đầu năm 2024 cho tuổi Ất Sửu 1985 ở phần hướng dẫn xem tuổi sông đất năm 2024 cho gia chủ ở trên, thì kênh minh đường tử vi sẽ đánh giá ngũ hành, thiên can, địa chi, tương hợp và từ đó quy ra điểm để xem xét tuổi tốt nhất để đến sông nhà cho tuổi của mệnh chủ. Dưới đây sẽ là danh sách chi tiết các tuổi tốt nhất nên sông nhà năm 2024 cho gia chủ Ất Sửu 1985 cụ thể như sau, tuổi đẹp hợp tuổi nhất để mời đến sông nhà đầu năm mới 2024 âm lịch, cho gia chủ nam nữ tuổi Ất Sửu 1985, gồm tuổi Kỷ Dậu 1969, rất tốt, Canh Tý 1960, rất tốt, Đinh Tỵ 1977, tốt, Mậu Thân 1968, tốt, Đinh Hợi 2007, khá, Ất Dậu 2005, khá, Mậu Dần 1998, khá. Bính Tý 1996 khá. Những tuổi tốt này, chủ nên lựa chọn người đến sông nhà là anh em, họ hàng, bạn bè càng thân thiết, thân cận thì càng tốt. Nếu không có những người tuổi theo danh sách tuổi đẹp ở trên thì nên chọn những người tuổi Tỵ, Dậu hay tuổi Tý để mời đến sông nhà đầu năm mới cho gia chủ. Ngoài những tuổi tốt ở trên thì gia chủ tuổi Ất Sửu 1985 cần chú ý tránh mời những tuổi sau đến sông nhà đầu năm mới 2024 cho mình. Những tuổi này là những tuổi rất xấu, rất khác với tuổi của gia chủ. Tuyệt đối kiêng cử, gia chủ tuổi Ất Sửu 1985, tuyệt đối tránh mời những người tuổi Ất Mùi 2015, xấu, canh thìn 2000, xấu, giáp tuất 1994, xấu, canh tuất 1970, xấu, giáp thìn 1964, xấu, Ất Mùi 1955, xấu kỷ mùi 1979, xấu. Vì những tuổi trên là những tuổi xung khắc nhất với tuổi gia chủ và năm mới sông nhà 2024 này. Sau khi gia chủ lựa chọn được người tốt sông đất đầu năm 2024, thì việc tiếp theo là chọn hướng xuất hành và giờ xuất hành đầu năm. Vì nếu gia chủ xuất hành hướng tốt, giờ tốt đầu năm sẽ là một điều rất tốt, thuận lợi. Việc này đánh dấu cho sự khởi đầu mới may mắn, một năm mới bình an, lạc quan vì vậy lựa chọn hướng và giờ xuất hành cũng là một công việc rất cần thiết và quan trọng hướng xuất hành là việc gia chủ cần lựa chọn hướng đi ở nhà mình đến nơi đầu tiên trong năm mới tính từ thời điểm đón giao thừa thường những nơi gia chủ đến sau khi giao thừa là nhà thờ đền chùa đến nhà người thân quen họ hàng hay bị người khác mượn tuổi sông nhà do vậy để có một năm được may mắn gia chủ cần xuất hành đầu năm hướng giờ tốt đại lợi để cả năm được thuận buồm xuôi gió hướng tốt giờ tốt xuất hành 3 ngày đầu năm mới 2024 cho gia chủ tuổi Ất Sửu 1985. Ngày mùng 1 Tết âm lịch, tức ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024 dương lịch, xuất hành hướng đông nam, hướng tài thần, hoặc hướng đông bắc, hướng hỷ thần, tránh hướng tài thiên. Giờ hoàng đạo, xuất hành, giờ thì từ 7 đến 9 giờ, giờ tị, từ 9 đến 11 giờ, giờ thân từ 15 đến 17 giờ, giờ dậu từ 17 đến 19 giờ, giờ hợi từ 21 đến 23 giờ. Ngày mùng 2 Tết âm lịch, tức ngày 11 tháng 2 năm 2024 dương lịch. Xuất hành hướng Đông Nam, hướng Tài Thần, hoặc hướng Tây Bắc, hướng Hỷ Thần, tránh hướng Tại Thiên. Giờ tốt xuất hành tốt, giờ sửu, từ 1 đến 3 giờ, giờ thì, từ 7 đến 9 giờ, giờ ngọ, từ 11 đến 13 giờ, giờ mùi, từ 13 đến 15 giờ, giờ tuất, từ 19 đến 21 giờ, giờ hợi, từ 21 đến 23 giờ mùng 3 Tết âm lịch, tức ngày 12 tháng 2 năm 2024 dương lịch, xuất hành hướng chính đông, hướng tài thần, hoặc hướng tây nam, hướng hỷ thần, tránh hướng tại thiên. Giờ đẹp xuất hành, giờ tí, từ 23 đến 1 giờ, giờ sửu, từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ mão, từ 5 đến 7 giờ, giờ ngọ, từ 11 đến 13 giờ, giờ thân, từ 15 đến 17 giờ, giờ dậu, từ 17 đến 19 giờ. Ngày đẹp mở hàng, khai xuân, Đón lộc đầu xuân năm 2024, tuổi Ất Sửu 1985. Phong tục Việt Nam ta đã có câu đầu năm mua muối, nhằm nói về tập tục mở hàng, khai trương mua hàng mỗi một dịp năm mới, đó là vào trong những ngày giờ đầu tiên của năm mới, thậm chí ngay sau khi thời khắc đón giao thừa, ông cha ta có thói quen mua muối đầu năm, nhằm mong muốn một cuộc sống cả năm được ấm no, làm ăn, kinh doanh thuận lợi, gặp được nhiều may mắn, do đó, đây là một việc cực kỳ quan trọng. Mỗi đầu xuân khi tiến hành mở hàng đầu năm. Gia chủ tuổi Ất Sửu 1985, cần tìm mua hàng quán, là chủ của những người khỏe mạnh, không chịu tang, không mang bầu, để làm ăn, kinh doanh, buôn bán được may mắn, thuận lợi, cần tránh mua hàng ở những người đang chịu tang, nhất là chịu tang bố mẹ đẻ, con cái mang bầu, người có sức khỏe không tốt sẽ ảnh hưởng xấu tới tài vận kinh doanh cả năm 2024 này. Xem ngày giờ khai trương mở hàng đầu năm mới 2024, đối với mỗi tuổi sẽ có sự khác nhau, có sự khác biệt ngày giờ tốt giữa tuổi này và người khác. Tuy tốt với người này nhưng lại xấu với người khác. Do vậy, gia chủ tuổi Ất Sửu 1985 cần chú ý khi xem ngày tốt để mở hàng khai xuân đầu năm mới 2024 cho tuổi của mình. Danh sách ngày giờ tốt, khai trương, mở hàng đầu năm mới 2024 hợp với tuổi Ất Sửu 1985 cụ thể như sau. Ngày mùng 5 Tết âm lịch, tức ngày 14 tháng 2 năm 2024 dương lịch. Mở hàng giờ Hoàng đạo, giờ Tý, từ 23 đến 1 giờ, giờ Sửu, từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn, từ 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ, từ 9 đến 11 giờ, giờ Mùi, từ 13 đến 15 giờ, giờ Tuất, từ 19 đến 21 giờ. Ngày mùng 7 Tết âm lịch, tức ngày 16 tháng 2 năm 2024 dương lịch. Mở hàng giờ đẹp, giờ Dần từ 3 đến 5 giờ, giờ Thìn, từ 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ, từ 9 đến 11 giờ, giờ Thân, từ 15 đến 17 giờ, giờ Dậu từ 17 đến 19 giờ, giờ Hợi, từ 21 đến 23 giờ. Ngày mùng 8 Tết âm lịch, tức ngày 17 tháng 2 năm 2024 dương lịch, mở hàng giờ Hoàng đạo, giờ Sửu, từ 1 đến 3 giờ, giờ Thìn, từ 7 đến 9 giờ, giờ Ngọ, từ 11 đến 13 giờ, giờ Mùi, từ 13 đến 15 giờ. Giờ Tuất từ 19 đến 21 giờ, giờ Hợi từ 21 đến 23 giờ. Ngày mùng 9 Tết âm lịch, tức ngày 18 tháng 2 năm 2024 dương lịch. Mở hàng giờ Hoàng đạo, giờ Tý từ 23 di đến 1 giờ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mão từ 5 đến 7 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu từ 17 đến 19 giờ. Ngày mùng 10 Tết âm lịch tức ngày 19 tháng 2 năm 2024 dương lịch. Mở hàng giờ đẹp, giờ dần, từ 3 đến 5 giờ, giờ Mão, từ 5 đến 7 giờ, giờ Tỵ, từ 9 đến 11 giờ, giờ Thân, từ 15 đến 17 giờ, giờ Tuất, từ 19 đến 21 giờ, giờ Hợi, từ 21 đến 23 giờ. Chuyên gia phong thủy đã hướng dẫn cách xả xui cuối năm, đón cát khí cho năm mới 2024. Thứ nhất, dùng muối đón vận may vào nhà. Muối có tính mặn, dân gian xưa hay dùng có thể xua đuổi tà ma, trừ tà, đem tới sự may mắn, bình an và năng lượng tích cực cho mọi thành viên trong gia đình. Cách xả xui bằng muối thực hiện như sau, cho muối biển vào nồi hoặc chảo, rồi đổ cồn xâm sấp mặt muối, châm lửa đốt và chờ cồn cháy hết thì cho phần muối được đốt cháy vào túi và mang ra ngã ba bỏ đi là xong. Lưu ý, đốt cồn muối cần đóng cửa để tránh gió thổi vào mà làm tắt sông nhà bằng muối xong hãy mở cửa ra để ngôi nhà đón nhận những năng lượng mới, tích cực hơn. Đơn giản hơn là rác muối biển vào từng góc nhà, trước sân, trước cửa để xua đuổi tà ma và đón vận may cho mình và gia đình. Hoặc muốn kết thúc chuỗi ngày đen đuổi, xui xẻo, bạn có thể cầm một nắm muối sau đó ném qua vai trái của mình. Lưu ý là phải ném qua vai trái nhé bởi nếu lỡ ném qua vai phải thì bị cho là xui xẻo còn tăng thêm gấp đôi nữa đấy. Theo chuyên gia Phong Thủy Ông bà từ xa xưa đã có câu nói, đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi, muối là muối ăn hay muối sống, và vôi là vôi sống. Theo ngày xưa, muối và vôi là hai chất để trừ tà và đem lại sự may mắn cho người dùng. Muối có thể tịnh hóa khí trường, sát khuẩn cực hữu hiệu, do đó người ta thường hay rắc muối ở từng phòng và trước cửa nhà để xua đuổi tà ma, đón vận may vào nhà. Tục xám muối còn cầu mong sự đậm đà, hòa thuận trong tình cảm gia đình, sự mặn mà trong các mối quan hệ cuộc sống. Thứ hai, dọn nhà, tạo hương thơm dễ chịu cho ngôi nhà. Một ngôi nhà bừa bộn với mùi hôi, khó chịu, tanh tưởi, ẩm mốc sẽ khiến không gian trong nhà trở nên bí bách và mang năng lượng xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài vận. Cách đơn giản bạn có thể thực hiện là dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà của mình. Hành động đơn giản này còn mang ý nghĩa chút bỏ những điều không may mắn, chút bỏ cái cũ để đón những nguồn sinh khí mới, năng lượng mới tích cực hơn. Có thể dùng các loại tinh dầu thiên nhiên để kích thích nguồn năng lượng tích cực trong nhà, hay dùng bột tẩy uế giúp thay đổi trường khí và mang lại cát lành may mắn cho các thành viên sống trong ngôi nhà, hoặc dùng hoa tươi, nến thơm hay tinh dầu thơm để xua đi mùi xú uế, cải thiện không gian sống, lưu giữ hương thơm giúp ngôi nhà dễ chịu, thư thái, đổi vận đón tài lộc vào nhà. Đốt trầm là cách nhiều người dùng để loại bỏ xui xẻo, tăng cường năng lượng tích cực cho ngôi nhà, nên chọn những loại hương nồng như gỗ đàn hương, hoa nhài tốt nhất là trầm hương để sông nhà, giúp loại bỏ những điều không may, xui xẻo, trừ tà khí và tăng cường năng lượng dương cho không gian sống. Quan trọng là chọn mua được loại trầm chuẩn, chất lượng, tránh mua loại trầm có tẩm hóa chất độc hại. Có nhiều loại trầm hương khác nhau nên cách sông trầm cũng có khác với trầm hương bột. Cho bột trầm hương vào lò đốt trầm bằng điện để khói lan tỏa ra khắp phòng với nụ trầm hương. Đốt nụ trầm hương trên đĩa và để khói tự lan ra với trầm hương mảnh. Cho trầm hương vào khay đốt chuyên dụng sau đó B đi quanh nhà để khói trầm hương có thể lan tỏa ra khắp không gian sống. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.